la nó đi sao hả? Chửi lộn nó đi. La nó đi. Rồi sao nó hết la rồi. Đi theo. Đi qua kiếm nội hả? Kêu nội đi. Nội đâu? Kêu đi. Con kêu nội đi. Con kêu coi. Lớn lên. Kêu nội đi. Bao. Ba mẹ. Ba. Ừ, khóa cửa rồi. Bà Sáu khóa cửa rồi. Mẹ. Ba. Ờ, khóa cửa luôn rồi. Không có ai ở nhà hết trơn á. Bây giờ đi lên kiếm nội nè. Đi không? Đi nè. Ba. Không có ai ở nhà hết trơn á, khóa cửa rồi. Không có bà Sáu ở nhà. Lên kiếm nội nha. Lấy bông đi. Đừng có ra lỗ nghe, xe đó nghe. Kiếm nội đi nè. Cứ hà kêu nội đi. Nội đây nè. Đó, nội đang giật mấy cái dây đậu biếc. Nó bò quá chừng luôn. Mồ quá chừng mày cắt cái gốc nữa mẹ. Cắt gốc rồi. Mồ mênh mông luôn. Đó người ta còn lấy cái bông ta ăn, ta phơi, uống. Đó quý gì vậy? Sao giờ không ai hái trơn? Bá bệnh luôn. Mấy cái cây lá cách của mẹ tốt quá ha. Mẹ ngắt đọt cái nó ra nó đọt ngon quá trình luôn nè. Mẹ ăn bánh xèo ngon lắm mẹ. Xuân Hà ngắt mẹ đau vậy con? Để xuống hai bông đi. Nãy giờ đi kiếm nội nè. Xe kìa. Mẹ dịnh cho. Thì à, hai ba quánh vậy chứ hai ba. Đây mẹ ẩm cho. Ẩm lên. Đừng có ngắt mẹ đau dữ lắm. Nội xách nước. Hư rồi, bà nội dục đi trộm củi. Kìa. Có gì kêu đó sao hả? Trời đất ơi, bấm. Ố, con chim nó kia kìa, con kêu nó coi.
kêu nó ra cái con. Rồi nó leo lên cái cây bông sữa đũa nè, tuốt ở trên đó. Ơi, cái dây nó sắn sắn rồi, thấy ghê không? Dây nó bụi quá hả mẹ? Mà nó sắn lên thành mấy lần luôn. Thôi, con đừng có xuống xe đó. Đứng coi nội làm kìa. Còn nội chơi sợi dây kìa. Đó. Nội chơi sợi dây chơi kìa. Mà mấy làm đem về chơi. Rồi, làm đem về nghe. Rồi mình đi về thôi, xe nè, từ từ. Em vô chơi đi. Má. Ba Sơn ơi, ba Sơn ơi. Ba Sơn gầy đó. Đây đây đi con, đem cái cọng dây vô nhà chơi đi. Đúng rồi. Đó nó lại. Rồi đá lại đi. Rồi rớt rồi dép luôn. Rồi đem vô đi con.